Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giò lan đẹp nhá, có tại ở vườn em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu nhá. Hôm nay em hán hàng không bao gồm phí ship đâu nha các bác nhá. Đây, bác nào muốn lấy cái giò đây này, hoa vàng nha các bác nhá, hoa vàng nha, hoa vàng nha. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Cái này thì được đôi 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái nụ nha. 9 cái nụ nha, hoa vàng nha các bác nha. Hoa vàng nha, như thế này. Hôm nọ có bác nào hỏi hoa vàng đấy ạ. Em bán giò này cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 đây. Một giò dáng hương đuôi cáo nha. Dáng hương đuôi cáo nha, như này nha. Đấy. Hàng chip chip thôi. Nhìn nó rất nhiều cây nha các bác nha. Em thuần năm nay là năm 3 rồi đấy ạ. Năm vụ đến vụ này là vụ 3 rồi đấy. Đấy nha. Có một bông nở và một bông này hơi hé hé rồi. Em bán giò này cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha. Người em nó to như thế này mà nó vẫn che hết nha. 900.000. Cho giò số 2 nha. Đây này, một giò quế trắng tháng 8 này. Đấy, lá được, lá dưới thì chỉ được 3 sen mà trên thì được hơn 5 sen này nha. Cây nó mở nha các bác nha, cây nó mở nha. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đang nụ nha. Đang nụ nha. Ủa, có con sen. Ba nụ, bốn nụ, năm, sáu nụ. Sáu cái nụ nha các bác nha. Đây này, lá càng ngày càng to rồi. Đấy. Một giò như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 4. Đây, hoàng hậu xanh nhà em nó nở rồi nha các bác nha. Hoa đây nha. Đấy, đẹp chưa? Không có tí vết à luôn. Mùa mưa nó không thơm được các bác ạ. Này, hoa này. Hoàng hậu xanh nha. Cái này hoa nó cho được 2 tháng nha các bác nha. 2 tháng. Giò này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 4 nha. Đây, một cục nguyên bản cáo nha. Mất ngọn xong nó ra con ầm ầm luôn. Cái này này được 6 bông hoa nha. 6 bông hoa nha. Như này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 6 bông hoa nha. Cho giò số 5. Ừ.
một giò chồn nó to như thế này các bác nhá, giò chồn nó to như thế này này. Đó, đẹp chưa, cao được 70 cm nha các bác nhá, cao được 70 cm nha. Đó, như thế này cây thì quá nhiều luôn, 3, 5, 7, 9, 11 cây, 11 cây nha các bác nha, một giò chồn như thế này. Em bán cho các bác với giá là 700.000 nha, 700.000 nha, toàn cây to thế ạ, gỗ thì không bao giờ hỏng được đâu, 700.000. Cho giò số 6 nhá. Số 7 này, cây thì quá nhiều luôn nha các bác nha, cây thì quá nhiều luôn, em không đếm nha. Cây như này quá nhiều luôn. Em ghép vào gỗ như thế này. Đấy. Một giò như thế này em bán cho các bác này với giá là 450.000 nha. Cây thì quá nhiều. Đôi 4 6 8 10 12 14 cây. 14 cây nha. 450.000. Cho giò số 7 nha. Số 8 nè. Một cây chồn nguyên bản như thế này. Lá thì được hơn một gang một tí thôi. Hơn một gang một tí này này các bác này. Đó. Một cây chồn như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Quan trọng là lá nó nhỏ nha. Thì em bán 300.000, lá nó ngắn nha, em bán 300.000. Cho giò số bảy, số 8 nè. Cây này thì lá nó dài, như lá nó lại to hơn nha, được trên 4 cm nha các bác nha. Lá chồn mà trên 4 cm là nó kinh khủng lắm á. Đó, như này. Giò này em bà cũng bán 300.000 nha. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 8. Số 9 nè. Đôi 4 5 6 7 cây. 7 cây chồn như thế này. Đó. Ghép gỗ nha. Như này nha. Em bán giò này cho các bác là số 9 nha. 300.000. 300.000 nha. Cho giò số 9 nha. Số 10 này. 6 cây cả cây 6 cây quế trắng tháng 8 như thế này. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha các bác nha. Cho giò số 10. Số 11 này, một giò quế, giò hoàng nhạn nha, giò hoàng nhạn nha các bác nha. Như này, bông thì đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Một bông bắt đầu hé nha, hai bông là chưa nở nha. Cây to dài nha, được hơn 20 cm rồi. Đấy, cao nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha. 3 cây như này. 900.000. Cho giò số
11. Số 12 này, một giò hoàng nhạn trồng như thế này, gỗ tròn nha các bác nha, như này, có cây vẫn chưa ra hoa đâu các bác ạ, như thế này nha, đấy, vùng quanh. Em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 1.200.000 nha, 1.200.000 nha, rất nhiều nụ luôn, em không đếm đâu. 1.200.000 cho giò số 12. Một giò sóc Lào nó to như thế này, tàn cây khủng các bác nhá, tàn cây khủng như thế này đấy, hoa thì tím lắm các bác ạ, hoa thì tím lắm luôn, như thế này nha, tàn cây khủng thôi. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha, 650.000 nha, vẫn còn nụ đây nha, còn một cái nụ, hai cái nụ, 3 cái độ nữa. Dễ này các bác này, em nuôi nó đạt dễ lắm các bác ạ. Này, dễ à. Đấy, mới trồng thôi mà nó đạt dễ như thế này thì các bác biết rồi. 650.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 này, một giò cẩm báo như thế này, không có gì ở trong luôn nha các bác nha, không có gì ở trong luôn. Em bán giò này cho các bác nha, với giá là 3 bông hoa nha, 200.000 nha, 200.000, thôi lấy 180.000 đi, 180.000 cho giò số 14. Quế trắng nhà em là nó đang sưng nụ rồi nha các bác nhé. Đây số 15 này. 3 cây nha. 3 cây nha. Như thế này. Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho giò số 15. Số 16 này, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đó, như thế này nha, xếp không các bác. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha, cho giò số 17. Số 18 này, một giò trồn như thế này. Đấy, một giò trồn như thế này. Hai cây dáng hương tam bảo sắc nha.
hai có hai cây giáng hương tam bảo tháp như thế này nha. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 18. Đây nha các bác nha, một cái giò hoàng nhạn tháng 8 như thế này, à quế trắng tháng 8 như thế này, đang nụ nha. Cây này thì nó lại có gân ở đây nha, gân ở đây nha, như này nha, gân này. Đấy. Cả một dọc đường luôn, em vừa sưu tầm về thôi, nên là cái này nó dân nó phun vôi nên là nó không được đẹp cho lắm nha các bác nha. Đấy, một giò to như thế này. Đấy. Nó cao như người em luôn. Nó cao như người em nha. Giò đấy bác nào lấy em để cho 4.500.000 nha. 4.500.000 nha. Cho giò số 19 nha. Số 20 này. Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ? Quạt gì nhỉ? Rẻ quạt nhá các bác nhá, rẻ quạt nhá. Bông đây nhá. Đấy, một giò như thế này. Một giò như thế này nhá. Đấy, em bán nhá cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha, thuần rồi nha, dễ rồi. Đó. 250.000 nha. Cái này chắc nếu ở miền Nam là về gửi cho các bác là sẽ bị tàn nha. Như này. 250.000. Cho giò số 20. Số 21 à. Có một cây cáo tím thôi nha, có một cây cáo tím này nha. Đó. Như thế này. Tí nữa em chụp hình ảnh đại diện cho các bác nha. Lá thì dày. Lá thì dày. Đấy, lá thì ngắn này. Chắc được 20 cm. Chưa được 20 cm. Một cây con đây nha, như nó bị tách rồi nha các bác nha. Như này. Em bán giò này cho các bác nha. Với giá là 750.000 nha. Lá siêu dày, các bác ngắm này. Đó. 750.000 nha. Cho giò số 21. Số 22 này. Cái này lá này chắc chỉ được tầm chưa đến 15 cm nha các bác nha. Lá này còn chưa đến 15 cm mà lá này nó cũng được 4 cm rồi đấy các bác ạ. Lá này được 4 cm này đấy. Nhưng nó dài này không được 15 cm này các bác này. Đấy. Có 4 cây nha, một giò này nó có 4 cây nha. Như này. Hoa thì cũng bình thường thôi. Đấy, như này. Em bán giò này cho các bác với giá là 700.000 nha. 700.000 nha các bác nha. 4 cây nha. Cây này thì lá hơi dài thôi, còn 3 cây này thì lá ngắn nha. Đó, 700.000. Cho giò số 23. Số 24 này. Đây bác nào lấy cái giò này này. Hoa tím ngắt luôn. Nụ. Cái này thì không tím nha. Hai cái nó khác nhau nha. Đó, như thế này. Có 3 cây nha. Cây bên này là cây mẹ con này. Cây này là không phải này. Tức là chết ngọn nó ra được 2 con. Như này nha, lá cũng ngắn nha các bác nha, lá cũng ngắn nha.
Em bán giò này nha cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. 300.000. Cho giò số 24. Số 25 này. Một giò nhạn như thế này được 4 bông hoa nha. 4 bông hoa nha. Như này, 4 bông hoa. Các bác nha, 4 bông hoa nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 ra hoàng nhạn tháng 4 nha. Đấy, như này. Hàng này là hàng rừng xịn sò ấy, em lấy hàng rừng xịn sò ấy. Cho giò số 25. Đây, số 26 này. 3 cây cáo như thế này. Đấy. 3 cây cáo, 3 bông hoa. Như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. Nó bị lỗi lá một chút này. Đấy. 300.000 nha. À 200.000 nha. Cho giò số 26. Số 27 này, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Các bác nhá, một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này. Được đôi 4, 6, 8 cây. 8 cây nhá. 8 cây như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nhá. 250.000 nhá. Cho giò số 27. Số 28 này, một giò dáng hương tam bảo sắc tiếp này, như thế này. Đấy, rất to, các bác treo vô tư nha. Em bán 250.000 tiếp nha. 250.000 nha. Cho giò số 28. Sáu mầm gốc các bác ạ, sáu mầm gốc, nụ chi chít, nụ chi chít nha các bác nha, nụ đây nha. Đấy, như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1.000.000 nha. 1.000.000 nha. Cho giò số 29. Cái này là 5 cánh trắng Phú Thọ nha. Cái này ngày trước nó phải trầm tầm là 150.000.000, nhưng bây giờ là chỉ có 1.000.000 thôi nha các bác nha. Quá lẻ luôn. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha.